Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Tiếp tục liên quan đến xét xử vụ án Việt Á, ngày 3 tháng 1, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gồm 38 bị cáo. Trong ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đã được dẫn giải tới tòa. Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh được đưa đến hầu tòa trong sáng sớm ngày xét xử đầu tiên. Có 38 bị cáo hầu tòa trong vụ án này, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị cáo là cựu Ủy viên Trung ương Đảng gồm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh trước khi bị bắt là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, khoảng 10 xe chuyên dụng dẫn giải 38 bị cáo đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi bước xuống xe từ xe chuyên dụng, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh được dẫn giải đến tòa với trang phục tối màu. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mặc áo sơ mi màu xanh, đeo khẩu trang trắng, được hai cảnh sát áp giải vào phòng xử với cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng. Ông Chu Ngọc Anh bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế với mái tóc bạc trắng, được dẫn giải đến tòa. Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu đô la, 51 tỷ đồng. Trong vụ án này có gần 50 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt mỗi người có 4 luật sư. Những câu hỏi lớn từ vụ Việt Á. Trước đó tại phiên họp vào ngày 4 tháng 6 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định đề nghị Trung ương Đảng kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long do những vi phạm liên quan tới vụ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á hay còn gọi là Công ty Việt Á. Quy mô của vụ Việt Á chắc hẳn không nằm ở phạm vi của 13 tỉnh, thành phố đã được đưa ra ánh sáng. Trên thực tế, nhiều cá nhân đơn vị đã vào tầm ngắm của các cơ quan điều tra. Tại Bạc Liêu, thanh tra tỉnh này đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ 3 gói thầu mua sinh phẩm hóa chất, vật tư y tế liên quan đến Công ty Việt Á do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư, có tổng giá trị hơn 23,7 tỷ đồng. Tại tỉnh Bình Phước, từ đầu năm 2022, Giám đốc CDC Nguyễn Văn Sáu thừa nhận có nhận quà của Công ty Việt Á. Sau đó, ông Sáu bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Giám đốc Sở Y tế cách chức Giám đốc CDC của ông Sáu. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vẫn đang điều tra ông Sáu và 5 cán bộ khác. Tuy nhiên, điều đáng nói là những sai phạm trong vụ án Công ty Việt Á diễn ra ở nhiều nơi, ở cả các cơ quan trung ương, bộ, ngành, lẫn nhiều địa phương, theo cùng một cách thức. Tất cả dường như đều bị Công ty Việt Á chi phối để cùng hiệp đồng tham gia một dự án lớn từ việc nghiên cứu sản xuất cho tới quảng bá và thương mại hóa kit xét nghiệm COVID-19 của công ty này. Tại phiên thảo luận của Quốc hội hồi tuần trước, ông Trần Quốc Tuấn, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, đã nêu câu hỏi đầy nhức nhối, Việt Á là ai mà có quyền lực chi phối lớn đến vậy? Công ty Việt Á được thành lập từ năm 2007 với số vốn ban đầu khoảng 80 triệu đồng của 3 thành viên do Phan Quốc Việt, 42 tuổi, là người sáng lập kiêm tổng giám đốc. Việt Á có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại một số tỉnh thành phố với ngành nghề chính là cung cấp thiết bị sinh phẩm y tế. Từ đầu năm 2020, Công ty Việt Á phối hợp cùng Học viện Quân y thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019. Đây được coi là nhiệm vụ quốc gia với sự đặt hàng của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước đối với đề tài. Nghiên cứu này đã tiêu tốn ngân sách quốc gia gần 19 tỷ đồng và tạo ra sản phẩm ứng dụng là kit xét nghiệm COVID-19. Trong khi việc chuyển giao ứng dụng cũng như việc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Y tế làm rõ, thì Công ty Việt Á đã tung sản phẩm ra thị trường với mức giá cao hơn nhiều so với thực tế. Thực tế sau đó cho thấy trụ sở chính của Công ty Việt Á là nơi mượn chỗ để đặt bảng hiệu công ty và ngay phòng sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 để bán cho các đối tác trong cả nước chỉ rộng hơn 10m² với 10 nhân sự. Hệ thống thiết bị máy móc chỉ là vài chiếc tủ cấp đông và vài chiếc máy tách chiết cũ.
Câu hỏi đặt ra là điều gì khiến một công ty như vậy vào được hệ thống, trở thành đối tác phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước cho một nhiệm vụ cấp bách là tạo ra kit xét nghiệm cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Điều gì khiến các bệnh viện CDC đối tác ở 62 trên 63 tỉnh thành răm rắp mua rồi thông đồng với công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm để rút ruột ngân sách nhà nước, trục lợi bất chính? Và câu hỏi quan trọng hơn, điều gì khiến các cán bộ lãnh đạo ở nhiều địa phương, bộ ngành sẵn sàng bán mình cho Việt Á, trục lợi trên chính những khó khăn mất mát của người dân và đồng bào mình? Điều gì khiến cán bộ vẫn tham nhũng, nhận hối lộ một cách ngang nhiên trắng trợn khi củi lửa vẫn đang phừng phừng, lò chống tham nhũng vẫn đang nóng rực? Còn số 800 tỷ đồng bôi trơn lại quả từ Việt Á có thể vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng. Hai tội danh mà ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long bị khởi tố được quy định ra sao trong Bộ luật hình sự? Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố tạm giam với cáo buộc có sai phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát liên quan đến vụ Việt Á. Lệnh khởi tố tạm giam cựu Chủ tịch Hà Nội về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 thực thi ngày 7 tháng 6 năm 2022. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của tội phạm này thể hiện qua việc sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và không hiệu quả lãng phí, không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ tài sản nhà nước theo quy định, không báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo quy định của pháp luật. Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm, cơ quan tiến hành tố tụng cần xác định rõ hành vi của người đó đã vi phạm quy định cụ thể nào của luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Tài sản được giao quản lý là tài sản nào, việc quản lý theo tiêu chuẩn, chế độ định mức nào, hành vi phạm tội được thực hiện như thế nào, gây thiệt hại ra sao là những yếu tố quan trọng để xác định tội danh, làm cơ sở để quyết định mức hình phạt. Về hình phạt, khoản 1 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 quy định hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Khoản 3 quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Khoản 4 quy định hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, hình phạt tù tới 15 năm. Đối với tội danh mà ông Nguyễn Thành Long bị khởi tố là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, hình phạt được giới luật sư nhận định là rất nghiêm khắc. Theo thông tin từ cơ quan công an, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thành Long bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, tội danh này áp dụng với người có chức vụ quyền hạn vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 3 quy định phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên bị phạt từ 10 năm đến 15 năm. Theo luật sư Đặng Văn Cường, quy định của pháp luật nêu rõ việc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để phạm tội là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, khi kết án, tòa án sẽ cân nhắc đến tính chất mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt phù hợp để đủ răn đe giáo dục đối với các bị cáo, đồng thời để phòng ngừa chung cho xã hội. Luật sư Đặng Văn Cường kiến nghị, trong trường hợp có căn cứ cho thấy bị can đã nhận tiền, tài sản từ công ty Việt Á, cơ quan điều tra cần làm rõ tài sản này có sự thỏa thuận để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tiền hay không. Trường hợp nhận tiền để thực hiện công việc theo yêu cầu của người đưa tiền thì đây là hành vi nhận hối lộ, hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp số tiền nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên, hình phạt sẽ ở khung cao nhất là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Năm 2020, khi COVID-19 bùng phát, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y nghiên cứu kit xét nghiệm với sự tham gia của công ty Việt Á ngay từ những ngày đầu để kịp chuyển giao công nghệ, đưa vào sản xuất, phục vụ phòng chống dịch. Tuy nhiên, C03 xác định, Tổng Giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã lợi dụng tính cấp bách của dịch bệnh để giao bán kit test cho các tỉnh thành nhằm thu lợi bất chính. Tháng 12 năm 2021, vụ nâng khống giá tại Việt Á được điều tra. Sở Y tế, CDC và Bệnh viện của 16 tỉnh thành đã bị cơ quan điều tra cáo buộc có liên quan sai phạm này. Trong doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng.
Hiện đại án Việt Á vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng, làm rõ hành vi trách nhiệm của hàng loạt cựu cán bộ trong sai phạm phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!